bỏng chú cháu thì một buổi là được 100.000. Rồi. Thế chào chú xin nhá. Chú xin nhá. Cháu được sẽ xin phép là mở cái phần quà này một chút thôi các bác. Hôm nay thì có một cô là cô Minh, cô ở Đống Đa, Hà Nội. Cô có gửi cho ông là một cái thùng quà. Gửi... Con chúc bà. Con chúc bà. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bà đã gửi. Cảm ơn bà đã gửi. Quà cho hai ông cháu. Quà cho hai ông cháu. Đây nhận được quà. Bà Minh. Hai ông cháu gửi cho tôi được nhận được rồi. Ngày 18 tháng 1 thì hai chị Nguyệt Thúy tiếp tục gửi thêm là 20.006.000. Và bây giờ thì tổng số tiền quý của ông cháu Lực cháu đang cầm là 45 triệu đồng. Xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì ngày một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cháu Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lập xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Và nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới lập xưởng thì là cháu Lực sẽ gửi cho cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà, cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại cô bác nhé. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh nhà bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực rất là vui cô bác ạ. Cháu Lực nhận được một cái phần quà và một cái phần khoản hỗ trợ của hai chị Nguyệt Thúy gửi tới cho hai anh cháu rất là lớn cô bác. Cho nên là cháu Lực nhận được thì cháu Lực sẽ đi xuống và thông báo cho ông để mà biết luôn cô bác. Và đồng thời thì cũng nhận được một cái phần quà là của cô Minh, cô ở Đống Đa Hà Nội là có gửi cho ba, có gửi cho là hai ông cháu. Ở đây thì ghi cả tên cả tuổi ở đây hết rồi, cho nên là cháu Lực nhìn thấy là chỉ có gửi cho hai ông cháu thôi. Đấy, còn bây giờ thì mời các bác cùng cháu Lực đi xuống nhà của hai ông cháu để mà trao cái phần quà này và báo cho hai ông cháu một cái tin mà phải nói là cực kỳ là vui mừng cô bác ạ. Khi mà cháu Lực nhận được khoản cái phần khoản của hai chị Nguyệt Thúy thì cháu Lực cũng phải nói là hòa lên đấy cô bác, số tiền là rất là lớn. Ở đây thì cháu Lực đang nhìn thấy là bà con sửa lại đường đấy cô bác, không biết là bà con sửa lại đường để cho xe máy đi hay là để cho người đi nữa. Và nhìn thấy là ở đây có một cái lán này cô bác này, không biết là cái lán này bà con đã để làm gì đây, có khi là để cho gà ở đấy cô bác, chắc là để cho gà ở đây. Thì cháu Lực nhìn thấy là trồng một ít cỏ voi ở xung quanh này nữa. Nhà của hai ông cháu thì được nằm ở tít đằng sau cái bụi tre kia. Và những cái cung đường này đi thì chắc là cũng rất là quen thuộc với các bác rồi. Mỗi lần cháu Lực đi xuống thì cháu Lực đều ghi hình cái quãng đường của mình đi. Còn đi xuống không biết là gặp ông với lại bé Mạnh ở nhà không đấy cô bác ạ. Có những lần cháu Lực đi xuống nhà ông thì không có bắt gặp ông ở nhà ấy, cháu Lực lại phải đi về. Có những ngày thì cháu Lực là lên là hai lần, hai vòng là không thấy ông với lại bé Mạnh lại ở nhà cả. Trong khoảng thời gian vừa qua thì khi mà cháu Lực chia sẻ cái hoàn cảnh của hai ông cháu lên thì cũng được rất là nhiều các bác, cô chú, anh chị và Mạnh Thường Quân có thương yêu hai ông cháu, gửi cho hai ông cháu rất là nhiều quà. Và các bác Mạnh Thường Quân thì cũng có gửi tấm lòng vàng, cái tiền đấy để mà để vào quỹ để sau này có thể là giúp đỡ cho ba ông cháu cái khoản gì đó.
nó thật sự là ý nghĩa đối với ba ông cháu. Cái vườn sắn ở trên này là vườn của nhà hai ông cháu đấy các bác này. Bây giờ thì cũng đã đến cái mùa mà bà con là chuẩn bị là gieo mạ ấy các bác ạ. Cháu được nhìn thấy từ xa xa là nhìn thấy nhà của ông là cũng bắt đầu là cày ruộng rồi đấy. Cái số mà cái khu nhà của hai ông cháu này này cô bác này thì thời tiết nó ấm áp hơn một chút tại vì là nó nằm sâu ở cái phần dưới hùm quá rồi. Có thể là bây giờ cái chỗ trên trọ của cháu Lực là đang ở là mưa nhưng mà đi xuống đây là không có mưa. Đây là chắc là ông đi ra lấy củi về này. Cho nên nhìn thấy là mỗi nhìn thấy mỗi chó ở nhà sủa sủa không biết là hai ông cháu thì liệu có ở nhà không ấy. Khi mà cho được nhận được những cái phần quà và những cái niềm vui của các bác gửi tới cho những cái hoàn cảnh ấy thì mặc dù là cái quãng đường mà đi như thế nào thì cho được không có ngần ngại cả. Tu. Có lẽ là hai ông cháu là đi đâu để làm việc rồi các bác ạ. Bây giờ thì sẽ để quà ở đây một chút đã. Cháu thì không thấy ở. Đấy, như ngôi nhà của hai ông cháu thì cũng chẳng có chìa khóa gì cả, chỉ có lấy cái dây này để mà mình buộc vào thôi. Di chuyển ra bên kia xem là có bắt gặp là ông ở nhà không. Bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ phải là dừng cái hình lại một chút các bác ạ, để đi xem ông với lại bé Mạnh là đang ở đâu đã. Rồi để mà về thì mới bóc được cái phần quà và cháu Lực sẽ thông báo cái niềm vui đó cho hai ông cháu và cũng như là cho tất cả các bác khán giả trên kênh là cùng biết luôn. Vừa rồi thì cháu Lực cũng ra bên này thì cũng nghe tin là ông đang làm thuê ở bên này cô bác này. Bây giờ thì sẽ đi ra và xem là sắp đến giờ nghỉ của ông tôi. Ông chưa, hiện tại thì cũng đã gần là 6 giờ rồi, chắc có khi là 5 giờ là ông đã nghỉ rồi cô bác ạ. Ôi em chào anh nhá. Ôi dè. Mạnh là cũng ở đây à Mạnh? Mạnh ở đây với ông à? Có lạnh không? Nào đừng ngậm quần áo thế. Có lạnh không? Có lạnh không? Nào, bây giờ Mạnh chào các ông các bà đi. Khoanh tay chào các ông các bà. Chào các ông các bà. Rồi, hôm nay là Mạnh không đi học à ông? Vâng, hôm nay trời rét lắm mà cô giáo không cho đi học nữa. Cô giáo là cho ông đi cho ông cho Mạnh ở nhà. Vâng. Tức là ông ra đây làm lâu chưa ông? Vâng. Đây làm được. Cảm ơn các sang à? Vâng. Cùng bác cùng cháu làm đây. Ô chỗ này nhà anh là bị sạt à? Đến sạt. Sạt lở đi. Ồ, chỗ này thì nhìn thấy là sạt là khá là cao của bác ạ. Đường đi lại đấy. Thế là ông bác là cùng với lại anh là làm luôn à? Vâng. Đúng. Con mương đi đi nước chảy liên tục đấy. Nếu là mù làm đấy, hôm nay thì nước không đi. Đi làm đề phòng. Thế là sao lại ông không cho Mạnh ở nhà đi? Ông cho nó đi cùng à? Ông à, cháu mẹ cùng ông đi đâu thì cùng ông đi mãi lắm mà. Cùng ông đúng đi à? Cùng ai ở thế đâu? Thế là Mạnh là ra đây với ông là cả sáng rồi à? Vâng. Ô Mạnh, tắt Mạnh đi đâu hết rồi, sao không đeo hả Mạnh? Tắt đi đâu hết rồi Mạnh? Tôi nghĩ. Làm lời chú nào tắt đi đâu hết? Ở nhà bị ướt rồi à? Nó chắc bị ướt rồi. Nope.
Đó. Đấy. Ông ấy làm đến mấy giờ thì ông nghỉ ông? Đến 5 giờ hay là mấy giờ? 5 giờ rồi. Đến 5 giờ à? Thế thì bây giờ là chưa, ông chưa thể được cô bác. Ấy có hơn mà xe lê khẩn thắng cái ma ra mà đi á mà đi qua xin lỗi sau là nhìn thấy chú ở đâu là phải biết chào nhá, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ. Lắc tay đâu không đeo ngón tay à? 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 Rồi ạ. Mình bắn vô cái. Số thì cầm mình rút lại đó. Ăn. Nhưng phải tiến tới mở đi ạ. Đến 5 giờ thì ông mới về không? Vâng, giờ 1:29 nữa thì về rồi. Vâng. Thế chỗ này đúng không? Thế chỗ này rồi. Để không? Để cho hết đi không? Cho hết xong là đẩy vô. Được rồi. Nhiều quá không đẩy được không? Cái này nó có lõm này, cái xe này cũng nhảy lên được đấy. Vậy đổ ben này. Không nào không? Vâng. Vâng. Chỗ đá này hết thì mới được nghỉ đấy. Thế là ông bảo không cho nghỉ đâu. Số này mới cho nghỉ. Làm hết chỗ này xong là mới được nghỉ. Vâng. Rồi chết được rồi, một chiếc nữa mới hết được đấy. Đủ đây thôi.
Đây đây thì xong rồi. Chín rồi ông ạ. Chín rồi thì. Bây giờ những rừng của ông chứ anh? Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Ông cũng xin nghỉ thôi à. Thì bây giờ thì hai ông cháu mà mình về thôi ông nhé. Vâng. Thế như ông làm thì bây giờ gửi tiền luôn hay là như thế nào anh? Gửi tiền luôn, đã gửi chị tiền luôn à? Đợi ông nhận tiền công cả ngày hôm nay rồi thì sẽ cùng ông đi về các bác. Anh là năm nay được bao nhiêu tuổi rồi anh? Anh 30 rồi. Anh 30 à? Thế anh có biết là cái cuộc sống và hoàn cảnh của hai ông cháu đây không anh? Anh cũng đi làm xa rồi lâu mới về một lần thôi. À. Về đây thì anh cũng đi vào về thăm ông bà. À. Thì anh cũng làm ở dưới xuôi, anh cũng hay về máy. À. Thế là hôm nay là về là, đây, là ông nhà anh ở đây là một mình, đây là thuê ông được cả làm không ạ? À? Rồi. Đây chú, cháu làm một chú cháu thì một tuổi là được 100.000. Rồi, cháu chú xin nhá. Chú xin nhá. Làm một buổi thôi anh. Thế là ở đây là anh là vừa làm mà vừa gọi là vừa tặng ông luôn đấy các cô bác ạ. Chứ không là một ngày là ông làm có khi là một buổi là không có được là 100.000 đâu. Thế thì em cảm ơn nhé, em đi về đây anh ạ. Ông có lấy đồ gì đi về không? Có đồ gì đâu. Không có đồ gì cháu à? Đi. À, chỉ có làm đi thôi à? Làm xong rồi bây giờ ông ấy cái này lấy cái xe cái gì đi giữ rồi nhá. Nằm đằng dưới ra này ạ. Chợ. Ngồi chỗ này thì có vẻ như là sạt đi rất là xa đấy các bác này. Có thể là rơi vào tầm độ 50 mét là tít xuống cái hủng ấy luôn. Còn thế thì em xin phép về đây nhá. Tạm biệt ông nha. Ở đây có một nhà ngắn nhau hả? Anh. Gắn lên em ạ. Anh đi qua nhà em chơi nhá. Nên tụi trời này á. Em làm lắng dê với bếu còn. Gì hả bác? Sắp bộ phải tay sẽ cần phan lên bên ấy hay xe lá đường đúng không? Về đi dân ta xuống. Đây, đi. Đi mày với ông đi. Thế thường thường là ông đi làm là đến 5 giờ là nghỉ à? Vâng. 5 giờ nghỉ rồi. Mày đi được không hả? Đi được không? Đi đi. Đấy, mạnh thì léo đi theo ông thôi cô bác ạ. Thế ông đi làm thuê thì cũng không có dám của mạng là mạnh ở nhà một mình đúng không? Đúng rồi. Đâu cũng nhớ. Cũng nợ. Nhìn cái gì cơ vậy? Đợi ông. Cái gì hỏi, đợi ông à? Hỏi ông thôi. Bố mẹ không biết gì. Thế nhưng mà ông làm thì không ăn cơm nhà người ta luôn à? Vâng. Ăn cơm thì tối rồi. Về nó... Có em nào thương thì nó cho. Ý nào là mì tôm là miếng về cho nhà làm cùng cháu ăn thôi. Cái mạnh thì 55 tuổi của bác này, bước chân của bé thì rất là nói là cứng cáp thì các bác đi rất là chắc chắn. Và ở đây thì hầu như là các bạn nhỏ trên vùng cao thì ai cũng đều như vậy cả. Đấy, nhưng mà với gia đình nó là có một cái hoàn cảnh của một cuộc sống khác. Sau nếu mà đi đâu ấy thì là mùa này ấy, thì ông nên là đeo ủng cho mạnh nhá. Vâng, đeo thôi. Bà con thì đến mùa là người ta gieo mạ, cho nên là đang làm cái số bừa để mà gieo mạ. Ủa, cái kia có một nhà thì không biết là lãng hay là làm cái bức gì đấy, cái số khá là sụp sệt rồi quá.
là ông đi quanh quanh cái làng này xem là có ai thuê mình làm thì là ông làm à? Vâng. Cứ đi chỗ này chỗ nọ, ai sẽ làm cái gì thì... Mình làm đấy. Vâng, mình làm đấy. Ôi, nhà này là, cái này là cái nhà cái lá này không? Cái nhà trồng trâu của họ ấy. À, nhà trồng trâu à? Vâng. Nhưng, à, đây, trong này có... Nhưng mà... Trâu này là trâu của ông hay sao đúng không? Trâu của ông ấy. Thế là ông để nhờ trên này à? Để nhờ đây. Ồ. Dưới này, nhà... Bé lắm là trâu không ở được, bây giờ... Lấy hết rồi. À. Mình xin nó như 2-3 đêm à, hay là 1 tuần. Ồ, thế thì từ dưới kia lên thì cũng khá là xa đấy chứ, không phải là ít đâu không? Ừ. Chẳng, chỗ này đi được không? Chẳng mơ mới được. Nào mạnh đấy, chứ nghĩ được. Được. Ui, thầy con nữa đây. Ôi giời. Đi khó lắm. Ông mới đi ra kia để làm thuê à? Vâng. Đánh cái gì ông mày? Đánh cái gì đây ông? Cái gì á? Đánh cái gì không? Cái gì á? Dạ. Cái gì à? Đó. Rồi, ông mở cửa ông nhá. Vâng. Ông mở cửa xong là đi vào nhà ông một chút. Cái bóng đèn của ông thì có sáng không? Sáng, có. Sáng à? Thì ông vào nhà ông thử bật cho cháu xem là nó có bị làm sao không? Còn biết mà xử lý không ạ? Vâng. Đêm là xấu như... Nuôi này thì... Lấy ổn ạ. Vào nhà của ông thì phải đánh... Ôi dồi. Nghĩ rồi. Qua trời. Mở phần nó. Ra ngoài. Nó lửa bật cái bóng điện năng lượng ngoài trời xem nào. Xem mà nó sáng không. Kiếm cái này. Không ở đấy không? Đây. Nhà thì cái số nhà thì nếu mà chỉ cao nhất thì là cái số đây được không này, chỉ cao hơn tầm vẫn được là tầm 20 cm thôi. Chó mèo. Đó. Bây giờ có nước ngọt ở mình. Đúng rồi. Đu uống nhá. Mà không uống đâu mình ạ. Mà cái này là mình. Ông à, để đâu rồi, không phải để đấy đâu. Ồ, cái này là gì đấy ông? Đồ ăn à? Ồ, này chứ. Đấy rồi. Đó. Dâu ăn à? Dâu ăn đấy, con chuột bói ăn. Ôi ôi. Con nở.
dầu ăn này của bác này chuột thì cũng ăn hết, cho nên là phải treo lên cao như này thì chuột mới không ăn được. Ừ. Đó, bây giờ thì sáng rồi. Đấy, ra ngồi, ông ơi ra ngồi đây một chút nào để mà. Ôi. Đấy, mạnh ra ngồi đây. Ngồi đây một chút nào. Rồi. Cái tốt tất của mạnh nhé ông ạ. Ông có tất của mạnh thì ông giặt xong ông để mà phơi ra chỗ bếp nhá. Để làm sao mà mạnh cũng nào ông có tất để mà mặc nhá. Để mà đeo nhá. Mấy nó cùng bảo nó chơi. Chả biết nó cười để đâu. À đấy là vẫn dụng vẫn đeo đúng không? Đeo đi mà, sáng đi đeo đi thôi. Nhưng mà lần sau ông đeo ấy thì ông mạnh là có ủng đúng không? Ông đeo tất xong là đeo ủng cho mạnh nữa. Nhá. Lần sau ông mà đeo ủng cho thì đừng có tháo mạnh nhá. Rồi. Bây giờ thì cháu được sẽ xin phép là mở cái phần quà này một chút thôi các bác. Hôm nay thì có một cô là cô Minh, cô ở Đống Đa Hà Nội. Cô có gửi cho ông là một cái thùng quà gửi cho hai ông cháu. Đây thì bây giờ hiện tại là cháu không biết là trong này có cái gì. Bây giờ thì hai ông cháu mình cùng mở ông nhá. Vâng. Ông có con dao nào ở đây không để mà cháu mượn tí? Con dao. Ông lấy con dao cháu mượn tí. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời này thì cũng được là cô bé cô có để cho cháu được vào tí. Ở trong đó thì cháu được trích ra. Nhìn đây. Ngoài. Ôi. Đấy, hôm nay thì mặc dù là trời nó không còn nắng nữa nhưng mà cho nên là nó vẫn còn sạc được. Có cái bóng điện này vào có thích không ông? Có. Có à? Có thích rồi. Cháu mượn dao một chút nào. Dao này cũng không dùng ạ. Đây là cháu mượn dao một chút mở. Có bóng điện này vào thì nhìn nhà nó sáng sủa một chút rồi nhỉ, đêm ấy. Vâng. Chứ không là hai ông cháu là tối quá. Tối có. Thắp cái đèn này ăn cơm. Thắp cái đèn này ăn cơm rồi. À? Không ghê, điểm nhìn thấy bát cơm. Giờ cái này thì không. Đây, cái này là cái túi bóng nhá ông nhá. Túi bóng để mà ông có thể là để đựng cái gì nhá. Đây, bây giờ thì cháu được sẽ mở cái quà ông ra đấy. Đây là cái móc ông nhá. Móc để mà ông treo quần áo nhá. Đây sẽ có gồm thêm mà một đôi dép đây này. Đôi dép này thì là đôi dép của ông thôi, ông mới đeo được nhá. Đây ông nhá. Và thêm là cái cốc này nhá. Cốc để mạnh để hai ông cháu. Đây là cái túi. Túi này thì có thể là ông đựng cái gì đó nhá ông nhá. Trong này thì cháu được không biết là xem có cái gì nữa các bác này. Thuốc bổ sau ăn, cái này là thuốc bổ này các bác này. Cái này thì cháu được cũng biết, cái này thì thường cháu được cũng hay ra quán để mà mua thuốc bổ. Cái này là thuốc bổ ông nhá, thuốc bổ là để uống rồi nhá, là sau ăn là ông uống một viên nhá. Còn là cái này là kẹo, là kẹo là để cho mạnh nhá. Mạnh có muốn ăn kẹo không? Muốn à? Thế thì phải xin chú. Con xin bà. Rồi đấy, này chú để đây cho đấy nhá. Đấy, còn đây là túi ông nhá, túi thì ông thích đựng cái gì thì ông đựng nhá. Vâng. Còn đây là ruốc ông nhá, ruốc thịt lợn nhá. Cái này thì ông để mà trộn với cơm ăn cơm nhá. Cái này là ông trộn với cơm nhá. Trộn với cơm à? Đúng rồi, ông có thể là lấy rang qua một chút hay là lấy ra để ăn hấp luôn, ăn cũng được nhá. Đây là thịt lợn ông nhá. Đấy. Đấy, để sáng hai ông cháu là ăn cơm nhá. Đây là cái này là cái gì đây, đồ chơi cho mạnh à? Cái này đồ chơi sao đúng không? Rồi đây là cái mũ để cho ông đeo, ông đội nhá. Ông đội ông đi làm nhá. Bây giờ thì sắp là trời nắng rồi đấy. Trời nắng rồi đấy. Còn là cái tất này thì là tất của ông nhá. Đây ông đeo tất đi. Đấy, ông bỏ cái mũ đấy ra, ông thử ông đeo cái mũ len thôi nào. Mũ đấy, cái mũ kia thì mua được bao nhiêu năm rồi ông? Hả? 3 năm rồi. 3 năm rồi à? Thế thì ông đội cái mũ len lên cho nó ấm người một chút. Đấy, mạnh thì cũng có rồi cô bác, cho nên là cái này là áo mưa ông nhá. Áo mưa để mà ông đội nhá. Áo mưa nè. Và đây là cái này là dầu ăn ông nhá. Dầu là mớ lợn ông nhá. Đấy. Nhá. Như cô thế này. Mì chính ông nhá. Đấy. Còn cái này là đồ chơi của ai đây? À đây, không phải là đồ chơi. Cái này là cái kẹp
ông phơi tớt ông nhá. Đây con sẽ bảo với ông, chắc là ông chưa nhìn thấy những cái này bao giờ đâu. Không nhìn thấy đâu, không biết. Đây là kẹo của Mạnh này. Đấy. Đấy. Đây. Bóc ra. Đây. Đấy, ăn kẹo đi đây. Xin chưa? Chú bảo à, xin. Rồi, con xin bà. Rồi đây, đấy. Còn cái này cũng là kẹo trong nhá. Đây là kẹo nhá. Là cho Mạnh thôi nhá. Còn là cái này là để ông mà kẹp bà kẹp tất nhá. Kẹp tất xong là phơi lên nhá. Đấy. Kẹp vào cái gì đó cho chắc chắc không nhá. Còn đây là khăn mặt của hai ông cháu nhá. Mỗi ông một cái, Mạnh một cái. Còn là thí dụ đây là cái túi ông nhá. Đấy, túi này thì ông có thể là ông đựng cái gì đó nhá. Đấy. Còn về cái này thì sẽ để hai ông cháu là ăn cơm nhá. Mạnh nhá. Ok. Còn đây là đũa này, muôi này, thìa này nhá. Cái này là cái dây đi. Đấy. Còn cái này thì là vở để cho Mạnh tập viết ông nhá. Đấy. Trong này là nó sẽ có gồm vở để cho Mạnh tập viết nhá. Cái này là để Mạnh học bài nhá. Rồi. Vâng. Biết chưa? Còn này là mì tôm không nhá. Mì tôm không nhá. Mì tôm để cho hai ông cháu là ăn nhá. Còn đây là bác thì ghi ở đây là xà phòng nhưng mà nhìn thì trong hộp sữa. À đây là xà phòng không nhá. Trong này là xà phòng nhá. Xà phòng này ông để giặt áo nhá, chứ không phải là sữa không nhá. Ở đây thì cô gửi cho Lực, cô ghi hết đầy đủ cô bác ạ. Và đây là muối ăn ông nhá. Đấy, ở đây thì những cái món đồ nào mà các cô các bác gửi cho ông ấy thì là đều có những cái lọ này rồi, thì là lần sau cháu sẽ không mua nữa nhá. Ông lại tận dụng những cái lọ này nhá. Còn là đây là bát đũa ông nhá. Đây là bát nhá. Còn là đây là không biết là đây là cái ổ khóa ông nhá. Hôm nào thì ông làm cái ổ khóa nhá. Ôi, không biết là chìa khóa là đi đâu rồi. Chắc là ở đây thôi. Chìa khóa chắc là ở đây. Đây là dầu gội ông nhá. Dầu gội để cho hai ông cháu nhá. Cái này là dầu phần lịch ông nhá. Để mà bôi cho hai ông cháu lúc mà thí dụ như là Mạnh đang bị muối cắn hay là bị như nào thì bôi nhá. Bôi đi nhỉ. Còn cái này là cái cúc nhá. Cái cúc là để mình để quần áo này nhá. Đấy, còn đây là kim chỉ ông nhá. Đây là kim chỉ nhá. Có cả kim chỉ à? Có đầy đủ hết ông ạ. Cái quần ré không như mắt ra nhìn không thấy rồi. Kim chỉ chỉ kim chỉ này lỗ to không ạ? Lỗ to nhá. Kim chỉ này ông để trên cao cao nhá. Đấy. Như chó mèo ấy, không biết sọc kim chỉ nè, kim chỉ này thì đây là bát đúa ông nhá, bát này ông nhá, để đây ông nhá. Đấy, còn đây còn thêm đồ nữa. Đây là dao ông nhá, dao để mà ông thái thức ăn nhá. Đây là củ khoai ông nhá. Củ khoai này thì ông có thể là làm giống ông nhá. Nhá. Ông mà trồng ở góc nào đấy để làm giống khoai nhá. Đúng rồi. Khoai làm giống rồi. Khoai này là khoai ngon đấy ông nhá. Đấy, còn đây là chìa khóa ông nhá. Đấy. Chìa khóa này, cái bấm tay này. Đấy, đây nhá ông nhá. Cái nào mà ông làm lại cái ổ khóa này để là làm nhá. Còn đây là tôm khô ông nhá. Cái tôm này nhá ông nhá. Ông lúc mà nấu cơm ấy, nấu cơm xong ấy thì là mang cái này để vào một chút dầu ăn nhá, hay là chút mớ nhá, để dùng cái này xào xào lộ nó chín là được nhá. Nhá, xào qua một chút thôi là được ăn rồi nhá ông nhá. Đấy. Đây là hai cái thứ này thì mình xào qua ông nhá. Đây là mình có thể ăn sống được luôn này, giúp ngay nhá.
Còn cái này là cái thuốc cảm cúm của bác này. Đây, đây bác gửi là thuốc cảm cúm gì ở đây. Cái này là thuốc cảm cúm không nhá. Lúc nào mà bị người nóng nóng lạnh lạnh ấy thì uống cái này vào. Đấy, còn đây còn thêm hai củ khoai nữa rồi đấy. Cái này là để chậu rửa mặt cho hai ông cháu nhá. Cái này là cái rổ để mà mình đựng thức ăn đâu nhá. Đấy. Đấy, bây giờ thì trong nhà mình có thêm những cái món đồ ấy thì là ông nên cất cẩn thận nhá. Vâng. Không là sợ người ta về trộm mất đấy. Đúng. Đây là cái bút chì không nhá. Bút chì để cho Mạnh nhá. Đúng. Còn đây là thêm một cái bật lửa nữa này. Đúng. Đấy, bút chì để cho Mạnh học bài nhá. Vâng. Đây và đây thì trong này có bác này, có thêm là cầm bút lên. Phong bì của bác nhá. Đây có ba cái phong bì là hiện tại là trong này cháu Đức không có biết là có bao nhiêu tiền cả hay là trong đây có bức thư. Đây, ở đây thì rất là nhiều lần cháu Đức đi mở quà rồi. Cháu Đức cũng các bác cũng có nói với cháu Đức rằng là để trên có một số cô bác nói ở phần bình luận ấy nói rằng là mình không có nên đừng có bóc ra làm gì để cho vào ấy thì cháu Đức sẽ cháu Đức nhận được cái phần quà nào thứ nhất là cháu Đức sẽ mở ra để mà xem là nó là những cái thứ gì và mở ra để cho các bác cùng xem biết là các bác đã gửi những cái gì. Và đặc biệt hơn nữa, nếu mà cháu Lực không có mở ra đấy thì là cháu Lực không có biết là ở trong này sẽ có phong bì là như thế nào. Đây, cái này thì không có ghi tên, xem cái nào ghi tên trước này. Cái này là đây, cái này là Ly Văn Lực, chắc là gửi cho cháu Lực của bác ạ. Cái này là có tên của cháu đây ông nhá. Thì là cháu mở ra, cái này thì chắc là gửi cho cháu. Cháu Lực cũng sẽ mở luôn đó các bác nhé, xem là trong là có cái gì luôn. Gồm có là một bức thư, một bức thư cộng với lại 100.000. Đây thì cho cháu Lực xin phép được phép đọc một chút các bác nhé. Bác gửi 100.000 đổ xăng. Bác có ít đồ nhà bếp Lực chuyển hộ, xin cảm ơn cháu Lực hướng dẫn cho ông đó dùng nhé, có uống dây thúy và cái khóa Lực làm giúp cho ông là cái này ông nhá, cái này với lại cái này là sẽ để làm cái chìa khóa ông nhá, xong rồi mình khóa nhá. Đấy thì là cháu sẽ hướng dẫn là ông làm nhá, làm ông khóa cho yên tâm lúc vắng nhà, chúc tất cả mọi người mạnh khỏe bình an trong cuộc sống. Hà Nội ngày 6 tháng 1 năm 2024. Để cảm ơn phần quà của bác gửi tới cho cháu Lực. Phần quà này là bác gửi cho cháu Lực của bác nhé. Thì cháu Lực sẽ xin phép là nào Mạnh để chú nói chuyện đã nhé, nào để chú nói chuyện đã, tí nữa chú cho bốc cho ăn. Như vậy. Đấy, cái phần quà này là bác cô Minh, cô ở Hà Nội là cô gửi cho cháu nhá. Đấy, còn mở xong thì mình sẽ lại cất vào trong. Nhẹ chú. Đấy, còn cái phần quà này là gửi bức thư gửi cho bạn Lực, có nghĩa là gửi cho cháu Lực cô bác nhá. Ở trong đấy thì cháu Lực sẽ mở ra. Trong này thì không có tiền đâu cô bác nhá. Ở đây là một cái lời nhắc mà bác có gửi cho cháu Lực. Lực ơi, vấn đề mẹ hai anh em xử hải. Thứ nhất, ba ông cháu phải lên tiếng. Thứ hai, Lực phải kiên quyết. Nếu còn như vậy thì báo chính quyền, nếu ông còn nhân nhượng thì không nên bàn giao nhà vội cho nhà vội. Công lao lớn nhất của Lực cùng các mạnh thường quân tài trợ Lực tham khảo canh của Quyền Yển TV 2 về miền non nước 3 canh
A Hoàng TV để nghiên cứu, thông cảm cho bà nhé. Nó đến thì nếu mà mẹ hại sự thì hai anh em ở đây thì là những cái lời dặn của bác gửi cho cháu Lực cô bác ạ. Bà cũng để trong cái phần bức thư ở trong này thì không có tiền đâu cô bác nhé. Còn thêm một cái bức thư nữa, là bức thư này là không có ghi cô bác ạ, không có ghi cho nên là cháu Lực không có biết là gửi cho ai, chắc là gửi cho lại ông thôi. Đây, ở đây là cũng là bức thư này cô bác này. Lực ơi, có mấy củ khoai tặng Lực, bảo ông là đó để một hố phân. Ở đây là cô có, bà có dặn cho cháu Lực cô bác ạ. Ở đây là bà ghi, ở đây là bà Lương Thị Hợi, bà Lương Thị Hợi. Lực ơi, giúp hai ông cháu buộc nhé và khóa lại nhé, trong thùng đó có khóa đấy. Đây là những cái lời dặn của bác là gửi tới cho cháu Lực để mà làm sao mà nói cho hai ông cháu, để làm sao mà cháu Lực hiểu cô bác. Đây thì có một cái bức thư là trong là Ly Văn Lực, là chắc là gửi cho cháu Lực để làm kinh phí và sang đi lại là 100.000. Đấy, cái phần này thì cháu Lực xin được phép là cất giữ đi cô bác nhá. Đấy, ở đây thì là hôm nay là phần quà của hôm nay là cái phần quà của bà Minh ông nhá. Bà Minh ở Đống Đa Hà Nội là có gửi cho ông nhá. Đấy, vừa rồi thì những cái món đồ và những cái vật dụng thì cháu Lực là đều chỉ dạy ông đều thì để ông sử dụng ông nhá. Còn mấy cái củ khoai là ông để trồng ông nhá. Nào mày không nghịch, ra đây chú bảo, ra đây ngồi đây. Không nghịch. Ra đây không nghịch. Mạnh có thích không? Có thích cái này không? Thích kẹo không? Đây là sách vở để mà Mạnh học nhá. Nhớ chưa? Rồi. Đấy, bây giờ thì khoanh tay vào và cảm ơn bà nhá. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bà đã gửi Quà cho hai ông cháu. Rồi, đấy, vừa rồi thì cái lời mà cảm ơn của bé Mạnh ấy cô bác. Cháu Lực còn phải dạy thì em mới biết nói được. Đi học thì cô giáo vẫn dạy để mà nói tiếng phổ thông rất là lưu loát rồi. Đấy, hôm nay là phần quà của cô Minh, cô Đống Đa Hà Nội ông nhé. Đấy thì bây giờ ông gửi một lời cảm ơn cho tới bà Minh nhá. Một lời cảm ơn chúc bà là thật nhiều sức khỏe nhá. Và cảm ơn bà đã gửi quà tới cho hai ông cháu nhá. Đấy, nhận được quà bà Minh, hai ông cháu gửi cho tôi được nhận được rồi. Cho bà với chị nào không biết nói chuyện nhiều à, không biết nói cổ thông à, chúng tôi mình nói à, nhận quà được cũng tôi cũng nhận được thì mừng lắm rồi, vui lắm rồi. Được con cháu ở trong cái nhà này à, chúng tôi không biết nói gì à, bye rồi. Cái Tết năm nay thì có thể như là có cháu Lực xuống chia sẻ hoàn cảnh của ông ấy thì là ông sẽ có thêm những cái món đồ, những cái vật dụng, vì những cái vật dụng để mà hai ông cháu để mà dùng rồi đấy. Và thêm một cái phần rất là đặc biệt nữa ông ạ, hôm nay cháu Lực nhận được một cái khoản rất là lớn. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ nhận phải lấy cái sổ ra đã thì cháu Lực mới đọc được các bác. Hôm nay thì cháu Lực nhận được một cái khoản rất là lớn của hai chị là Nguyệt Thúy gửi tới cho hai ông cháu của bác ạ. Vừa rồi trước thì cháu Lực cũng đã thông báo là tiền quý của ông là một lần rồi, bây giờ thì cháu sẽ thông báo lại cho ông thêm một lần nữa nhá. Hôm ngày 8/1 thì cháu Lực nhận được một cái khoản rất là lớn của hai chị là Nguyệt Thúy ở bên Mỹ có gửi cho hai ông cháu là 20 triệu đồng, 20.006.000. Đấy, bây giờ thì bây giờ cháu sẽ đọc từng bác một nhá. Ở đây thì ngày 19/12 thì có cô bé ở Mỹ
là 8.414.000. Ngày 20 tháng 12, hai chị Nguyệt Thúy gửi 5.040.000 đồng. Ngày 21 tháng 12, chị Trần Thị Châu gửi 500.000 và cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 200.000. Ngày 22 tháng 12 thì có chị Hoàng Thu Hương, chị gửi là 4.240.000 đồng. Và trong đó thì chị có cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 100.000 đồng. Ngày 26 tháng 12 thì có cô Hồng gửi là 1.000.000 đồng. Và trong đó thì cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 100.000 đồng. Ngày 6 tháng 1 thì có bà Nguyễn, có bà Tình Nghĩa gửi 1.000.000 đồng. Ngày 13 tháng 1 có bà Nguyễn Trần Ngày 13 tháng 1 thì có bà Nga Trần ở Canada có gửi cho ông là 3.000.000 đồng. Ngày 22 tháng 1 Bắc Linh ở Canada gửi cho ông là 1.800.000. Và trong đó thì cho Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 250.000. Ngày 18 tháng 1 thì hai chị Nguyệt Thúy tiếp tục gửi thêm là 20.006.000. Và bây giờ thì tổng số tiền quý của ông cháu Lực cháu đang cầm là 45.000.000 đồng. Ông nhá. Là 45.000.000 đồng. Ông có biết ông có nghe từ 45.000.000 đồng không? Biết nghe mà. Ông thì không bao giờ cầm tiền nữa 40.000.000 đồng. Cầm tiền được 40.000.000 đồng à? Chứ bao giờ cầm thấy. Thế thì cái khoản 40.000.000 đồng này ông nhá, thì là cháu sẽ chia sẻ cái cuộc sống của ông thêm một thời gian nữa. Vâng. Đấy, nếu mà các bác có duyên là với hai ông cháu thì sẽ hỗ trợ hai ông cháu thêm để mà làm sao mà giúp cho hai ông cháu sửa sang lại cái ngôi nhà, đúng không nhá? Vâng. Chứ bây giờ thì cháu cũng không có dám hứa với ông, chắc hứa với ông như đinh đóng cột cả là giúp ông làm cái nhà, điều đấy thì cháu không dám hứa, cháu không dám hứa. Cháu chỉ là người mà đi làm cái cầu nối gắn kết những hoàn cảnh còn khó khăn gửi tới cho tất cả các mạnh thường quân trong nước và cũng như là ngoài nước. Đó. Đấy thì cháu được xin phép là cầm cái khoản tiền của ông với lại Mạnh là 45.000.000 đồng đã cô bác nhá. 45.000.000 đồng. Thì trong thời gian tới qua cái Tết Nguyên Đán này thì xem là hai ông cháu để mà làm cái gì để cho nó thực hiện nhất thì cháu được sẽ đi vào và thực hiện cái điều đấy đã. Thì như cô bác cũng đã nhìn thấy là cái ngôi nhà của hai ông cháu rồi, rất là sổ sệt. Cần phải là sửa sang lại ngôi nhà làm sao mà cho kiên cố một chút, cho chắc chắn một chút, chứ không là mày nữa đến mùa mưa mùa bão ấy các bác. Hai ông cháu kể rằng là không có dám ở trong này, là phải đi ra ngoài để mà làm đấy, phải đi ra ngoài để mà tránh mưa tránh gió. Ở đây thì tránh mưa tránh gió không phải là đi ra hộ nhà người, đi ra gia đình nhà người ta cả. Ông với Mạnh là cuộn tròn lại là ở những cái góc cây bụi cây. Thật sự là khi mà ông kể như thế thì cháu Lực rất là thương ông các bác ạ. Nhưng mà thương ở đây thì cháu Lực cũng không có giúp đỡ được ông những cái gì cả. Giúp đỡ được ông là về cái phần tinh thần thôi. Còn là vật chất thì cháu Lực cũng không có dám hứa, dám chắc là hỗ trợ ông mãi mãi được. Đấy. Hôm nay thì xuống và trao cái phần quà của cô Minh tới cho ông. Và đặc biệt nữa là thông báo cái tiền phí của ông thêm cho ông nữa. Hai chị Nguyệt Thúy thì phải nói là trong thời gian qua thì do đồng hành cùng cháu Lực đi vào rất là nhiều hoàn cảnh của bác. Hoàn cảnh của hai anh em Sử Hải này, hoàn cảnh của em Quân này, hoàn cảnh của hai ông cháu này. Rất là cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy. Hai chị Nguyệt Thúy thì cũng ở đây thì cháu Lực cũng đã được nói chuyện với hai chị rồi. Hai chị thì cũng khá là trẻ rồi các bác. Nhưng mà tấm lòng của hai chị thì cũng rất là cao cả. Rất là cao cả của bác ạ. Còn cái thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi, đó là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Đấy, một tí nữa thì hai ông cháu là ăn cơm. Ăn cơm thì ăn cái này ông nhá. Đấy, lấy cái này ra để mà ăn nhá. Mắm muối mì chính thì tất cả là mọi cái là các bác đã để, bác đã để vào trong lọ cho ông hết rồi. Đấy. Ông có thể sờ chuột là treo cái túi bóng ở trên cao một chút nhá. Đấy, còn bây giờ thì cháu cũng xin phép là ông cháu sẽ đi về thôi ông nhá. Đấy. Đấy. Cháu cũng xin phép là đi về, đến lúc nào mà cháu lại đi xuống và thăm hai ông cháu nhá. Bây giờ thì chú đi về mày nhá.
Mạnh là ở nhà nhá. Nhá, bây giờ thì Mạnh nói chào tạm biệt các bà nào. Nào, ăn kẹo xong hết chưa? Đang có kẹo đúng không? Ăn hết rồi. Ăn hết rồi thì nói, ăn hết thì mới được nói, không được ngậm mồm. Đợi Mạnh ăn hết kẹo đó, từ từ ăn, cứ từ từ ăn nhá. Mạnh thì rất là đáng yêu các bác ạ. Ăn hết chưa? Đứng lên nào, đứng lên nói chuyện nó đàng hoàng nào. Đấy, khoanh tay vào. Con chào tạm biệt các ông các bà. Vẫy tay ra kia, đấy, vẫy tay lên cao rồi. Đấy. Đấy, bây giờ thì ông cũng gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nhá, ông nhá. Tạm biệt con các bác. Vẫy tay đi. Vẫy tay vẫy đừng dây hốt bên này, hốt bên này được không ạ? Vậy bây giờ thì anh cũng xin được nói là kết thúc cái thức phim ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn các bác, cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác.